Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất bật lửa ga của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Việt ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm nhiều công nhân bị bỏng và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 470 m². Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Việt chuyên sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực bật lửa ga, sản xuất thiết bị đồ dùng dạy học và kinh doanh một số lĩnh vực khác. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai công tác chữa cháy. Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Trong ngày hôm nay, lãnh đạo huyện Đông Hưng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các công nhân bị bỏng.